Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Trọng Thơ rất vui đã mang về một cái sản phẩm cực đẹp, hai mặt tiền trước sau cho một vị khách ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Và anh đã liên hệ với Trọng Thơ cách đây khoảng 7 ngày nha cả nhà. Khi anh đi công tác, chạy ngang mảnh đất Trơn Thành, Bình Phước và thấy quy hoạch khu công nghiệp và đô thị đẹp quá. Và anh lên trên mạng, anh đã tìm hiểu và thấy kênh của Trọng Thơ, và anh đã tin tưởng và gọi điện cũng như là hỏi thăm thông tin đầu tư. Và sau khi anh em gặp nhau có trao đổi cà phê nói chuyện thì Trọng Thơ có dẫn anh chị đi xem đất nha cả nhà, có dẫn anh chị đi xem đất thì xem vài vị trí và những phân khúc giá khác nhau, và để phù hợp với nhu cầu là xây dựng nhà trọ và có thể cho thuê kinh doanh được ngay ấy, thì Trọng Thơ đã tư vấn cho anh chị một lô tại giai đoạn 2 nha quý vị, hai lô liền kề tại giai đoạn 2. Và đặc biệt những cái vị trí này là có hai mặt tiền trước và sau, ngang cho là 5 và sâu tới 40 nha quý vị, cực kỳ đẹp. Và đi xem đất rồi tư vấn thêm trên bản đồ cho anh chị và xem chi tiết về quy hoạch và những cái thông tin về pháp lý để anh chị đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì qua một thời gian anh chị xem đất, nắm bắt thông tin, tìm hiểu về giá của bất động sản khu vực này và cảm thấy hợp lý, phù hợp với tài chính, phù hợp với nhu cầu đầu tư của anh chị, và anh chị đã quyết định ngày hôm nay là ngày 23, tức là ngày chủ nhật những vị, là ngày chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023, anh chị đã quyết định xuống cọc vị trí đất vô cùng đẹp này, và Trọng Thơ đã hỗ trợ anh chị kiểm tra vị trí rồi xem tọa độ và hỗ trợ bắn cọc những vị, hỗ trợ bắn tọa độ này rồi chôn cọc bê tông vào những cái góc đất của anh chị. Và cảm ơn anh chị đã tin tưởng cái dịch vụ của Trọng Thơ, tin tưởng sale bất động sản, tin tưởng sản phẩm của Megamix Trơn Thành, Bình Phước. Chúc anh chị đầu tư thuận lợi, chúc anh chị đầu tư thắng lợi và luôn là mang lợi nhuận tốt trong tương lai gần và cũng như là tương lai xa. Rất cảm ơn anh chị đã tin tưởng anh em của sale bất động sản tại khu vực Trơn Thành, Bình Phước như Trọng Thơ, và rất vui được hỗ trợ anh chị. Và hiện tại thì Trọng Thơ còn rất là nhiều vị trí cực đẹp có thể xây dựng kinh doanh, buôn bán hoặc cho thuê, xây dựng nhà trọ, ký ốt, xây dựng những căn nhà để cho những hộ gia đình sinh sống tại khu vực này. Thì quý hàng quan tâm tới những cái phân khúc giá rẻ tại thị trường Megamix Trơn Thành, Bình Phước, vị trí đẹp và lợi nhuận tốt trong tương lai thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để Trọng Thơ trực tiếp đưa chúng ta đi xem những vị trí bất động sản cực đẹp và đưa chúng ta những cái sản phẩm tốt rồi hỗ trợ chúng ta mọi vấn đề về pháp lý cũng như là về phần danh giới của bất động sản chúng ta mua. Cảm ơn khách hàng hôm nay đã tin tưởng Trọng Thơ. Chúc anh chị luôn sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.